Hello, Chile xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh của Chile. Bữa nay là sáng ngày thứ ba, 11 tháng 6 năm 2024. Thì bữa nay Chile tiếp tục ra sân vườn, mình ngắm cảnh hoa vườn các bạn. Và tiện đây mình muốn chia sẻ cho bạn luôn là một cái video nói về vấn đề một Việt Kiều đã nghỉ hưu về Việt Nam sống và quay trở lại Mỹ vì tình trạng sức khỏe. Đó là cái video Chile muốn chia sẻ cho tất cả các bạn bữa nay. Và trong một thời gian vừa qua, Chile cũng nhận rất là nhiều người Việt Kiều và Việt Nam sống và họ đã nghỉ hưu, cũng có một số Việt Kiều mà chưa có nghỉ hưu nhưng mà họ quay về Việt Nam sinh sống một thời gian lâu dài các bạn. Và mình sau video này mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn những cái video kế tiếp khác về vấn đề Việt Kiều sống tại hải ngoại và Việt Kiều sống tại Việt Nam. Và tiện đây mình chia sẻ cho bạn luôn là cái sân vườn của Chile bữa nay á, những cây hoa tên này gọi là tên hoa tú cầu gì các bạn, bữa nay nó nở bông rất là nhiều luôn. Xin mời các bạn theo dõi trên kênh của Chile nha. Bữa nay nó mở hoa rất là nhiều các bạn ơi, rất là nhiều luôn. Đây, hoa màu tím đó. Và mình có những cái cánh hoa màu trắng và màu tím lợt luôn các bạn. Đây, rất đẹp luôn. Đây cũng loại một loại hoa nhưng mà có màu khác bạn, màu đỏ. À, đây nè. Không biết tên Việt Nam gọi là tên gì các bạn? Cẩm tú gì các bạn? Ok, bây giờ mình trở lại cái đề tài bữa nay nha các bạn. Xin mời các bạn theo dõi. Đề tài bữa nay rất là hấp dẫn, các bạn hãy theo dõi mình nha. Hay là sân sau mình đây, mình sẽ ngồi đây. Mình chia sẻ cho các bạn một cái tin mới mẻ bữa nay mình đã nhận được. Chị Lê xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh của chị Lê. Đầu video mình xin chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ và an lành bên gia đình. Thì bữa nay mình có tin mới các bạn. Mình có một cái tin mới mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn. Cách đây khoảng 2 tuần nữa mình có post lên một cái video đó. Đó là một Việt Kiều đã nghỉ hưu về Việt Nam sinh sống và quay trở lại Mỹ. Đó là chồng của một người bạn học chung một trường đại học tại New York. Sau khi anh này anh trở về Mỹ á, rồi ảnh có, thì để mình tóm tắt cái câu chuyện này nha. Thì anh này á, là sau khi ảnh về Việt Nam ở vừa đi vừa về á, đi vừa về khoảng 6 tháng gì bạn. Rồi bây giờ ảnh trở về Mỹ về luôn đó. Thì cái tình trạng sức khỏe của ảnh là bị bệnh đau tim và bị bệnh tiểu đường. Và anh này ảnh có nhờ mình đi tìm một cái phòng để xe. Nhưng mà thật ra là mình báo cáo trễ quá, mình không có tìm được phòng á. Rồi anh này đã tìm được một cái phòng cho xe ở chung với mấy người Do Thái các bạn. Thì mình tưởng là câu chuyện này đã xong rồi, mình không có chú ý đến. Nhưng mà bất tình lình các bạn, cái video vừa qua đó mình chia sẻ cho các bạn, mình ngồi ở đây là mình nứng bắp á. Thì chiều hôm đó thì anh này anh gọi điện thoại lại, rồi anh nói rằng là cái phòng mà cho xe đó anh mướn lại đó thì 800 đô một tháng, nhưng mà như là anh ở chung với mấy người Do Thái, ở không có hợp sao bạn. Anh này anh muốn đi ra ngoài ở mướn cái apartment khác, đó là ở riêng chỗ khác chứ không có xe nữa. Nhưng mà anh nói rằng là ok, để mình chia sẻ luôn nha. Thì cái người bạn này qua bên mình mà không có dẫn vợ qua theo, tại vì hai người gây lộn nhau bạn. Thì anh này nói rằng là anh đang muốn tìm một cái apartment khoảng 1.100-1.200 thôi, nhưng mà mình có thằng em nó có cái phòng đang cho mướn khoảng 1.500. Thì anh này nói 1.500 quá mắc. Thì mình hỏi anh em mình là bớt xuống thì nó nói là còn khoảng 1.350 là 1.400. Anh này cũng không chịu, anh nói khoảng 1.100 anh mướn được. Cuối cùng là cái deal nó không có thành công, không, tại vì làm vậy là tôi cái tiền mà cho mướn ít lắm, quá ít, xa lại cái tầm cái giá mà anh em mình nó cho mướn 1.500 một tháng nha. Cho nên thì cái anh đó thì ảnh ngồi chung với mình đây nói chuyện, nói về vấn đề cuộc sống tại Việt Nam đó. Cái đó là cách đây 2-3 bữa mà. Thì ảnh kể rất là nhiều.
khoảng 2 tiếng, ngồi đây 2 tiếng bạn. Thì tóm tắt như nè, cái anh này anh về đây không, thì tình trạng của sức khỏe của anh này anh nói rằng là phải đi khám bệnh, có thể bị mổ tim, và cái trường hợp mà bị tiểu đường đó, nó càng ngày càng nặng các bạn, càng ngày càng nặng. Thì mình hỏi ảnh rằng là lúc trước anh, trước khi anh về Việt Nam cách đây 2 năm anh về Việt Nam anh có tình trạng này không, anh nói là anh không bị gì, sức khỏe hoàn toàn tốt. Rồi sau một thời gian anh về Việt Nam khoảng 2 năm thì bệnh bắt đầu nó phát ra đó, rồi tiền cũng hết luôn. Rồi mình hỏi tại sao tiền hết, chút nữa mình kể về vụ tiền bạc nha. Bây giờ mình nói về vấn đề sức khỏe trước. Thì anh này nói rằng là ở Việt Nam thì mỗi sáng thì anh đi uống cà phê rồi ăn phở đó, uống cà phê ăn phở mà ít nấu ăn lắm, ăn ngoài không à. Sau một thời gian khoảng gần 2 năm thì cái chất mà máu trong máu rất là cao, rồi mấy cái vành tim đó bạn, mấy cái vành tim nó bị plắc, nó bị ngạt hết trơn luôn, cho nên nó ảnh khó chịu, lại bị chóng mặt nhiều lắm. Rồi bác sĩ nói rằng là anh phải đi thông tim hoặc là đi mổ tim gì đó, mà cái việc mà sức cái bảo hiểm sức khỏe ở Việt Nam nó không có phải vậy. Thì mình mới hỏi ảnh rằng là nghe nói ở Việt Nam mua bảo hiểm sức khỏe người Việt Nam chỉ có vài trăm ngàn năm thôi, khoảng 800.000 năm. Thì anh nói rằng là cái gói thiện mà mua 800.000 năm là dành cho công nhân và khám sức khỏe loại thông thường thôi, không có bệnh nặng. Nếu mà bị mổ hoặc là mổ xẻ hoặc là bệnh nền đó, thì nó bắt bạn đóng thêm tiền. Thì ảnh là người nước ngoài thì ảnh phải trả cái giá cao hơn đó. Thì anh nói rằng là khi mà ảnh về hưu ở đây đó thì ảnh lãnh lương hưu chỉ có 1.800-1.900 tháng thôi, tại anh làm lương thấp các bạn, 1.800-1.900. Rồi ảnh trước khi ảnh về hưu ảnh đâu, ảnh cũng không có mua bảo hiểm sức khỏe luôn, tại về hưu ông về Việt Nam định cư ngắn hạn đó, thì ảnh không có mua bảo hiểm ở bên Mỹ đó. Thì năm nay ảnh khoảng 62 gì đó thì chưa có được cái tiền lãnh cái tiền ăn xin xã hội. Thì khi mà ảnh không mua bảo hiểm ở bên Mỹ ảnh về Việt Nam anh quay lại trở lại Mỹ thì anh muốn mua lại cái bảo hiểm sức khỏe, anh cũng phải đợi một thời gian khoảng 3 tháng đến 6 tháng thì mới có, thì công ty nó mới cover không. Chứ anh vừa tới Mỹ mà anh đi khám bệnh liền là không có bảo hiểm sức khỏe nào trả cho anh đó, tại anh phải mua trước mấy tháng đó. Đó là tình trạng của những người mà về Việt Nam lâu năm các bạn, mà bạn không có bảo hiểm sức khỏe bên Mỹ anh phải đợi một thời gian rất là lâu để apply lại rồi mua bảo hiểm đó, ít nhất vài tháng nó mới approve, nó mới bán cho bạn đó. Rồi mình hỏi anh này nè, hỏi còn cái vụ mà nếu mà đi soi tim hoặc là mổ tim ở Việt Nam tốn bao nhiêu tiền. Anh nói rằng là soi tim mình không biết bao nhiêu, nhưng mà cái nếu mà làm phương phẫu thuật mổ tim á, ít nhất khoảng vài trăm triệu Việt Nam các bạn, tức là mấy chục ngàn á. Rồi bác sĩ khuyên rằng là trở về Mỹ mua lại cái bảo hiểm rồi đi khám sức khỏe ở bệnh viện ở bên Mỹ đó. Thì anh này bởi vì anh này mới về giờ cho lại Mỹ, và đó là cái tình trạng sức khỏe của anh nha. Thì anh nói rằng là ở Việt Nam á, ngày nào cũng đi uống cà phê á, rồi tối đi nhậu nhạc đó, uống cà phê buổi sáng nè, rồi dây dưa lại những người Việt kiều cũng về hưu ở Việt Nam bạn, đi giao lưu á, mỗi buổi sáng khoảng 7 giờ rưỡi tới 9 giờ sáng là uống cà phê 2 tiếng nha. Rồi có khi ăn phở sáng buổi sáng luôn, rồi buổi trưa cũng đi ăn phở nữa. Rồi mỗi ngày ta đi ăn phở 2-3 lần gì bạn. Rồi năm này qua năm nọ, bởi vì ở trong cái tô phở ở Việt Nam nó nấu mình đâu biết nó nấu ra làm sao đâu. Cảnh mới nói rằng là anh ăn phở thường xuyên lắm, cho nên trong cái vành tim nó bị ngạt đó, người ta muốn giải phẫu hay là người ta muốn soi tim các bạn đó. Đó là cái vụ tim mạch nha. Còn cái vụ mà uống cà phê thì uống cà phê đường nhiều lắm, rồi tối đi uống bia nhậu nhẹt, thì những cái chai bia là chất đường đó, các bạn đi uống bia mỗi ngày ban đêm uống bia mỗi ngày chất đường rất là nhiều, cho nên anh bị tiểu đường luôn. Trước khi anh về Việt Nam anh đâu có bệnh gì đâu, sức khỏe hoàn toàn tốt. Thì anh nói rằng là ở Việt Nam người ta nấu phở các bạn, phở bò đó, người ta nấu, người ta bỏ vô cái nồi nấu đó, một ngày trước khi người ta đem ra bán, người ta bỏ vô trộn tất cả những cái xương sẩu lại những cái cốt của mấy con bò con heo đó các bạn, họ đem họ nấu, xong rồi họ bỏ vô nấu nguyên đêm luôn, khoảng ít nhất khoảng 5-6 tiếng các bạn, đó, rồi bán cho khách hàng.
thì nếu mà mình không có bỏ những thứ vô thì khách hàng ăn ăn không thấy ngon. Cho nên những tô phở mà làm ra ông nói ngon lắm mà ăn xong rồi ăn thời gian dài cái tim mình bị ngạt luôn đó. Rồi uống cà phê ngày ngồi tán gẫu với nhau khoảng 2 tiếng từ 7 giờ rưỡi đến 9 giờ rưỡi mỗi ngày á, rồi ban đêm mình đi nhậu đó. Rồi, rồi mình hỏi ví dụ tại sao anh tiền không có đủ xài ở Việt Nam. Anh nói là khi mà anh về Việt Nam anh có vài trăm ngàn trong nhà băng đó. Đó, rồi anh về Việt Nam anh chi tiêu ở Việt Nam đó. Rồi vợ ở đây là tức là cô bạn vẫn còn làm việc các bạn. Bây giờ hiện giờ còn cô bạn vẫn còn làm việc mà anh này anh nghỉ hưu rồi. Đó. Thì cái tiền mà đem về Việt Nam mình xài á đâu phải là mình xài cái đó là xong đâu. Rồi bạn bè đi chung nhau á, giả sử như bạn bè ngồi chung nhau nhậu nhẹt á, cái tự dưng mình đi ăn ké mình không trả tiền. Mình ăn được con ta một ngày, ngày hôm sau mình phải đi bao lợi dân ta chứ. Mà mỗi một cái chầu nhậu vậy là khoảng vài triệu á, ít nhất khoảng 3-4 triệu trở lên. Thì khi mà cấp bạn nhậu á, thì những người bạn của cái anh đó á, nó kéo những người khác nữa, những người bạn khác tới. Rồi người ta tham gia vô bạn nhậu khoảng 5-6 người. Rồi uống bia mỗi ngày luôn á. Đó, thì anh nội nói rằng là nếu mà Việt Kiều mà về Việt Nam á, không có làm cử chỉ đẹp á, tức là mình không có bung tiền ra, người ta nói mình Việt Kiều nghèo, Việt Kiều nghèo, không có tiền, cho nên anh phải bung tiền ra thôi. Thì thời gian á, anh ở đó đi đi về về á, hình như là anh này không có quốc tịch Mỹ sao, anh xin phải đi đi về về không? Thì mỗi lần đi nhậu vậy tốn ít nhất khoảng 100-200 các bạn, ít nhất 100-200. Rồi hình như là ngày nào cũng đi nhậu á, mà thứ sáu thứ bảy là nhậu nhiều nhất đó. Đó là tại sao cái sức khỏe của anh này sau một thời gian về Việt Nam chơi khoảng 2 năm các bạn, bây giờ sức khỏe của anh rất là trầm trọng, bệnh đau tim rồi bệnh tiểu đường nữa đó. Rồi anh này kể đó là tình trạng của anh này nha, tình trạng sức khỏe anh này chia sẻ cho mình đó. Mình không có dám quay phim lên nha, tại vì anh này nói rằng là anh không muốn lên YouTube. Anh nói anh chia sẻ với mình vậy thôi, còn mình xin phép với anh đó là có muốn mình đưa cái tin này lên cộng đồng mạng hay không. Anh nói không sao, tại vì anh nói rằng là cái này là cảnh báo cho những người Việt Kiều về Việt Nam sống phải nên lưu ý, và các bà vợ của những Việt Kiều này cũng phải nên lưu ý luôn. Lý do tại sao để mình chia sẻ luôn. Ok bạn, để mình cho các bạn xem cái video mà mình muốn giới thiệu các bạn á. Đây, bạn vô cái video này nè. Đây, đó. Đây là cái video mình muốn nói nha. Thì video bữa nay là tiếp theo cái video này. Đó là một Việt Kiều trở Việt Nam sinh sống và quay trở lại Mỹ. Đó, đây nè. Ok các bạn, để mình tiếp tục chia sẻ về vấn đề cặp vợ chồng này nha các bạn. Thì trước khi mình chia sẻ về vấn đề cuộc sống tại Việt Nam á, những người Việt Kiều về hưu về Việt Nam sinh sống họ làm gì, và tại sao cái họ hao tiền rất là nhiều. Thì trước khi mình vô cái phần đó thì mình sẽ nói về vấn đề hai vợ chồng này ông bạn, tức là chồng của một người bạn. Thì bây giờ hai người nó không ở chung nữa, đó là kết quả của việc ông chồng về Việt Nam sinh sống thời gian dài đó. Bây giờ quay lại Mỹ thì vợ nó không chấp nhận ở chung nữa, bây giờ họ sống riêng luôn, nhưng mà không có ly dị nha các bạn, không có ly dị mà họ sống sống riêng á, không là không có ly dị các bạn đó. Thì mình có khuyên, mình là người trung gian, mình khuyên là hai người phải xích gần lại nhau và ở chung với nhau đó. Thì ông chồng ổng cũng muốn vậy nhưng mà bà vợ bà không chịu. Bà vợ bà nói rằng là anh đi về Việt Nam sống 2 năm, biết đâu anh có quen người nào ở Việt Nam hay không, và tình trạng sức khỏe của anh bây giờ yếu kém, bây giờ bắt tôi lo cho anh không được. Bà vợ này bỏ từ chối, bà không chịu ở chung. Đó là kết quả của cặp vợ chồng nha bạn. Ông chồng ông về Việt Nam một mình, không vợ, dẫn vợ đi theo. Đó là kết quả của Việt Kiều về hưu trở về Việt Nam sống, và sống một cách là đơn độc, coi như là kiểu mà sống một mình đó các bạn. Đó là kết quả. Ở bên Mỹ người ta nói rằng là it's cheap to keep. Đó, nó gọi là it's cheap to keep, tức là các bạn có thể, các bạn nếu mà các bạn ly dị thì tốn rất là nhiều tiền, tốt hơn là phải giữ, không có nên ly dị. Nếu mà các bạn ly dị thì tốn rất là nhiều tiền. Đó là cái câu nói mà người Mỹ hay thường nói các bạn.
Ok bạn, sau đây mình chia sẻ về vấn đề cuộc sống của Việt Kiều Mỹ trở về Việt Nam sinh sống đó bạn. Thì mình qua một lời tường thuật của người bạn đó, tức là chồng của người bạn, anh này nói rằng là ở Việt Nam á, các bạn mỗi lần mà đi nhậu nhẹt á, thì các bạn phải chi, tại vì bạn là Việt Kiều, vô bằng nhậu các bạn phải chi ra, các bạn không đến nào ăn của người ta và bỏ chạy. Thì mỗi một bàn nhậu tốn ít nhất vài trăm đô. Đó, thì hầu như là tuần nào cũng có cái bàn thiệt á, và mỗi ngày có khi có những cái bàn thiệt nhậu nhỏ nhỏ gì đó, nhưng mà cuối tuần á, họ có rất là nhiều cái party. Thì mình hỏi rằng là tại sao, và thì anh này cũng ảnh cũng có chia sẻ về vấn đề mấy anh Việt Kiều đi về Việt Nam ham cỏ non. Ham cỏ non các bạn, họ sống vội. Anh này nói rằng là những người Việt Kiều này họ sống vội. Ảnh thì không có nha, ảnh không có, ảnh nói rằng những người Việt Kiều á, thông thường á, người ta về Việt Nam người ta nói là trả thù dân tộc, tức là anh ở bên Mỹ quá lâu rồi á, không có được hưởng thụ, bây giờ trở về Việt Nam để trả thù dân tộc, đi đi massage đó, đi nhậu, đi massage, đi chơi đó, nói già rồi bây giờ phải hưởng thụ không đó, đó là kết quả đó bạn. Thì anh này cũng có chia sẻ một số lần mà anh đi chơi với mấy bạn đó, thì ảnh là thường thường là ảnh đi nói là coi như là thoải mái thôi, giảm stress đó, đi giảm như cân cốt đó, đi massage thông thường thôi. Nhưng mà những người bạn đó, những người mà đi chung danh đó ở Việt Nam đó, những người Việt Kiều á, về hưu bạn, thì họ nói rằng là đi đi xả cái bình xăng con. Các bạn có hiểu, các bạn có thể hiểu biết nha, đi xả cái bình xăng con, các bạn có thể hiểu biết cái đó là gì. Đây là lần đầu tiên mình cũng mới nghe thôi. Thì mình cũng có cái bình luận của một người YouTuber trong cái video mà mình nói rằng là Việt Kiều và người Việt, Việt Kiều Mỹ và Việt Kiều Nada về Việt Nam gặp nhau nói chuyện gì các bạn. Thì trong một cái bình luận đó có một cái YouTuber nói rằng là, mình nay mình không nói nha, mình chỉ nhận cái bình luận thôi. Thì qua cái câu này, bạn này nói rằng là massage xong ra mệt luôn, ha ha. Mát gần không phải mát xa, lúc xúc bình xăng con, ha ha. Đó đó là người một bình luận trong cái video mình đã chia sẻ nha bạn. Thì qua cái cuộc trò chuyện của anh bạn này á, thì anh này cũng nói rằng là đi xả bình xăng con. Lúc trước mình không có hiểu đó là gì á. Thì cái mình mới trò tò mò, mình hỏi rằng là đi xả bình xăng con, ông nói rằng là anh hỏi, mình hỏi ổng chứ nếu mà đi mà xả thông thường không á, là đi mà xả coi như là giống như là bình thường á, thì khoảng 250 đến 300 thôi, còn mà nếu đi xả bình xăng con khoảng trên 500 ngàn Việt Nam, còn nếu mà làm sống luôn á thì phải qua khách sạn khác chứ không làm được cái đó, tại vì làm đó là công an nó bắt luôn. Thì cũng có một số Việt Kiều về hưu rồi về Việt Nam đi cái đó thường xuyên lắm, anh này anh chia sẻ thật sự luôn đó. Nếu mà các bạn muốn mình chia sẻ thêm về vấn đề này á, các bạn hãy cho mình để cái dưới bình luận ở dưới cho mình số 1. Nếu mà các bạn thích đó là thì mình sẽ chia sẻ tiếp cái vấn đề này. Thì bữa nay mình chia sẻ ngắn gọn vậy thôi đó, cho bạn xem vui. Đó là lý do tại sao Việt Kiều về Việt Nam á, tốn tiền rất là nhiều, và cái số tiền mà các bạn để dành đó, rất là hao, và có thể xài khoảng 1-2 năm là hết luôn á, rồi bởi và các bạn bị bệnh nữa đó. Thì cuộc sống của những Việt Kiều Mỹ về hưu trở về Việt Nam sống các bạn, thì họ ở đâu, họ cái anh này nói rằng là họ mướn những cái phòng trọ đó ở chung nhau bạn, cái phòng trọ khoảng 1 triệu, khoảng 800 ngàn đến 1 triệu, họ chung ở chung nhau, chứ cứ hai mọi người một cái phòng gì đó, mà cái phòng nhỏ lắm, nó có chút xíu là khoảng 3 mét nhân cho 5 mét, khoảng 800 đến 1 triệu các bạn, mà ở gần thành phố luôn đó. Thì họ chung ở chung với nhau á, thì mới đủ cái số tiền để chi tiêu trong sinh hoạt hàng ngày, và họ đi massage mỗi ngày luôn đó, anh này chia sẻ thật sự luôn các bạn đó. Thì mình cũng có nghe một cái Việt Kiều Mỹ về Việt Nam sống đó, nói rằng là tôi cao tuổi rồi, cái còn sức đâu mà đi ham gái trẻ, trời ơi
anh về Việt Nam anh sống á, thế nào anh cũng bị dụ dỗ á. Họ nói rằng là 90% là bị dụ dỗ đi vô cái những cái chỗ mà xa đó các bạn. Anh hết sức phải không? Thì nó vô nó làm cho xuất cái bệnh. nó vô nó làm phải cho ra nó để xúc xúc cái bình xăng con để nó mới mới lấy được 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 tiền, nó mới lấy được tiền của anh chứ bộ. Anh nói mấy mấy ông Việt kiều cãi lời, nói rằng là tôi già rồi, tôi về Việt Nam đi mấy cái chuyện đó làm gì. anh này không hiểu, người ta nói rằng là trên 90% là những anh Việt kiều này về Việt Nam là đi vô mấy cái chỗ mà xá đó đó. Anh yếu không, anh già rồi phải không, nó vô đó nó làm một lần cái là cái bình xăng con cũng bị sút luôn á, nó gọi là sút cái bình xăng con. Nó làm ra để nó có tiền các bạn, chứ ai mấy đứa con gái mà làm mà xá không á, chỉ có làm đó không khoảng 250-300 ngàn thôi. Thì cũng có một trường hợp, một nó nói ổng nói anh này nói rằng là có một cô gái cũng làm trong cái ngành đó đó bạn, thì cái mặt bị tím một bên luôn, bị tím một bên luôn rồi. Thì cô gái này nói rằng là khi mà gặp khách á, chủ á, nói sao phải nói y chang vậy, nếu mà xưng cha xưng chú á, là bà chủ kéo vô tát một cái bập xưng cái mặt luôn. Phải nói bằng anh em đó đó, người ta kể vậy đó, bạn mình á, chồng có người bạn kể lại á, nói cái tại sao cái mặt bị tím luôn á, tại bà chủ qua tát, tại xưng với chủ xưng là khách hàng là chú lại bác thôi. Rồi chú kéo vô tát một cái bập bập, phải xưng anh và em đó. Cái anh này nói 90 thần hầu như là 90% Việt kiều Mỹ về Việt Nam sống là đi vô mấy cái đó hết, tại họ sống gọi là sống sống vội bạn, sống vội rồi họ hưởng thụ bất cứ tất cả những gì họ có thể không đó. Đó là kết quả của những anh Việt kiều Mỹ trở về Việt Nam sinh sống, và mình nghĩ rằng là chắc khoảng một thời gian khoảng 1-2 năm thôi là những người này bảo đảm với các bạn họ sẽ quay về trở về Mỹ, tại vì về sức khỏe bảo hiểm sức khỏe bạn đó, khi mà anh bị phát bệnh đó ở Việt Nam đó, chi phí tốn rất là cao, mặc dù anh mua bảo hiểm sức khỏe tại Việt Nam nhưng mà nó chỉ chữa những cái bệnh thông thường thôi, còn nếu mà anh bị mổ xẻ gì đó nó chặt anh tới nó tốn chứ vài trăm triệu các bạn, người ta nói là vài trăm triệu, anh này nói là nó cũng tức là khoảng vài chục ngàn đô các bạn. Thì người ta khuyên rằng là trở về Mỹ mua lại bảo hiểm và đợi khoảng vài tháng nữa rồi đi khám sức khỏe đó. Rồi anh này thì nghe nói là khoảng 62 tuổi, mình xin nhắc lại nha, khoảng 62 tuổi thôi. Ảnh không có mua bảo hiểm sức khỏe cách đây hơn 2 năm rồi, sau khi ảnh về hưu á, ảnh nghĩ rằng là về Việt Nam á, mua ở Việt Nam luôn thì tội gì mua bảo hiểm ở bên đây tốn tiền, tại mình không ở bên Mỹ mua bảo hiểm bên đây làm chi đó đó. Rồi bây giờ vợ không có muốn ở chung nữa, mai là không có ly dị các bạn, không có ly dị nha, ở riêng thôi đó. Còn trường hợp xấu nhất là người ta ly dị luôn, người ta không có muốn là vợ chồng nữa đó, cho ở riêng luôn đó. Bây giờ anh này không biết sao không, đi mướn cái phòng bây giờ người ta hỏi 1.200, 1.350 mà anh cũng không có tiền luôn đó. Ở chung với người ta xe lại mấy người Do Thái thì cái phong tục của họ nó khác với Việt Nam đó, ở chung đó thì không biết cái ảnh sống làm sao không, nhưng mà ảnh không có cái sống chung với lại những người Do Thái ảnh không có phù hợp, cho nên ảnh đi ra chỗ khác ở đó. Ok, mình cảm thấy rất là mát mẻ, thoải mái, cảnh sân vườn của mình rất là tốt, rất là an nhàn. Đây là cuộc sống của Chile về hưu. Các bạn xin hỏi nè, những anh Việt kiều về hưu tại tại Mỹ mà về Việt Nam sống, các bạn có thể có cảnh phong cảnh như mình ở đây không? Bạn xem đó. Không khí trong lành, đây là đây á, đây là không khí trong lành nha bạn. Các bạn mình có vườn cây rồi cái hoa đó, mát mát mẻ. Đây là trưa chủ trưa trưa ngày thứ năm đó. Mình xin chia sẻ luôn nha,
Việt kiều Mỹ về Việt Nam sống các bạn. Những người đó người ta mướn những cái phòng trọ đó, khoảng bề ngang khoảng 3 mét nhân cho 5 mét, ở chung nhau khoảng 2-3 người vậy đó. Rồi ở như giống như ở trong cái những cái hộp dế các bạn, như những con dế sống trong trong những cái hộp đó. Mà đó là gọi là Việt kiều thất bại. Rồi có một người nữa mua cái căn hộ gì đó ở quận Bình Tân gì đó, 20.000-30.000 gì đó, cũng là cái hộp luôn chứ đâu có khá gì đâu, nó chỉ là cái hộp thôi. Các bạn mua mua cái đó đâu phải là các bạn làm sở hữu cái đất đó đâu, các bạn sở hữu cái đó thôi, các bạn đâu có sở hữu đất đâu. Còn đây người ta mua nhà bên Mỹ, người ta sở hữu cái nhà rồi cái đất luôn đó. rồi nữa, rồi các bạn đi về Việt Nam á, các bạn sinh sống ở Việt Nam á, mình thấy có một số Việt kiều á lái xe Honda, xe hai bánh các bạn, đội cái nón cối đó, trời nắng chang chang vậy đó, rồi ồn ào, rồi bụi bặm mặt mũi vậy đó, đen luôn các bạn. Cái lúc nào cũng đi ra đường á, rồi quay video, rồi giới thiệu cái cảnh này cảnh kia, đeo nón cối. Tại sao không chạy xe hơi đi? Việt kiều về Việt Nam phải chạy xe hơi chứ, vậy mới ngon. Đó mới gọi là Việt kiều thành công. Đó mình mỗi lần mình đi về Việt Nam, mình đi du lịch á, là mình mướn cái xe 4 chỗ nha, 75 đô hoặc 100 đô một ngày, tùy theo mình đi. Nếu mình đi nơi xa thì mình trả nó 101-102 nguyên một ngày luôn các bạn. Cho tới 10 tiếng ngày luôn á. Còn các bạn đi trong thành phố khoảng 70-75 nguyên ngày luôn á. Mình không chạy xe Honda đó, các bạn đi xe Honda rất là nguy hiểm. Nếu mà các bạn gặp tai nạn á, thì dân ở Việt Nam đụng mình á, thì không nói, dân Việt Nam đụng mình á, thì họ đền rất là ít. Còn các bạn đụng người ta ăn vạ, người ta bắt đền rất là nhiều. Rồi ở Việt Nam á, người ta đâu có tiền đâu đền mình đó. Thì mình nếu mình đi xe hơi á, thì ok, giả sử có xảy ra tai nạn thì không sao đâu, tại vì xe nó vẫn còn bảo vệ được. Còn các bạn đi xe Honda rất là dễ bị xảy ra tai nạn. Và chưa nói nữa là dân ở Việt Nam á, mấy người Việt Nam khi mà các bạn đụng nó, trời ơi, tụi nó dữ lắm đó, nó dữ lắm các bạn. Để mình kể chuyện cho các bạn xem một câu chuyện. Cách đây khoảng 3 năm á, mình đi về Bình Quới 2, các bạn biết cái Bình Quới 2 không? Các bạn đi xuống cái cầu Sơn, đi qua khu khá cư xá Thanh Đa, các bạn đi thẳng luôn ở dưới Bình Quới luôn các bạn. Thì mình thì cái ngày đó là cái ngày mưa rất là lớn, thì chiếc xe 4 chỗ chở mình vô cái Bình Quới 2 á, rồi nước ở dưới mặt đường đó, rồi xe nó có lỗ, lan lỗ cái lỗ ổ gà đó. Cái có một cái người chạy xe Honda cũng là dân địa phương đó, đi ngang qua nhà, đi qua bên cái phía của tài xế lái xe đó, đi lên vậy nè. Cái anh tài xế anh đi vô cái ổ gà, cái nước bắn lên cái ảnh ướt đồ, ảnh tức quá, ảnh quay đầu lại chặn cái xe luôn, không có cho cái xe chạy luôn bạn. Ảnh kiếm chuyện quýnh ông tài xế đó, cái mình phải đi ra xe. Mình nói tôi xin lỗi ông tài xế, ổng không có biết thì làm ướt quần áo của anh, thì mình rút ra cho cái anh mà lái Honda đó, rút ra cho ổng 100.000, ổng mới bỏ đi. Còn mấy là nó đập xe luôn các bạn. Nó ở dân Việt Nam các bạn mà đụng chuyện cái nó ra nó quất bạn luôn á, nó không cần biết là anh giải thích sao á, tụi nó dữ lắm nha. Đó mình chia sẻ vậy đó. Còn các bạn lâu lâu các bạn ở ngoài quận nhất á, thấy người ta chạy xe gì hơi nữa, có một chiếc xe bị đụng một cái cái thằng tài xế kia nó xuống một cái nó rút mã tấu ra, nó liền, hoặc là nó thấy rong cối đó, nó quất vô cái đầu của thằng ông tài xế bên kia đó. Có các bạn mà về Việt Nam các bạn đi chơi mà các bạn không biết ý là các bạn có ngày ăn đòn luôn á đó. Thời gian gần đây có một YouTuber thường hay lên cái kênh của mình đó, nói rằng là mình đeo mắt kiếng á bất lịch sự. Trời ơi, mình đâu phải là con nít các bạn, mình đâu phải con nít, đừng có dạy chị Lê nha. Chị Lê không phải là con nít, các bạn mới là con nít đó, các bạn là trẻ con. Các bạn dám đi nói là chị Lê đeo mắt kiếng là bất lịch sự, người ta muốn đeo mắt kiếng kệ bà người ta chứ. Các bạn muốn thấy mặt của mình á, muốn rõ á, thì các bạn xem những video mà mình chia sẻ ở bên trong nhà đó. Mình ở ngoài này là trời nắng nè, mình phải mang mắt kiếng vô đó. Đeo mắt kiếng á là một cái vẻ đẹp, là một cái phong tục, là một cái vẻ đẹp của một người đó. Ai muốn đeo mắt kiếng là kệ người ta chứ, đây là tự do mà các bạn. Các bạn muốn làm gì làm, chứ đâu phải là mình là con nít phải nói sao, phải nghe lời vân vân và dạ dạ đâu. Nó không phải là con nít, bạn mới là con nít mới dám nói vậy đó. Con nít mà trẻ trâu mà dạy người lớn,
giống như là mấy những cái lớp mầm non á, đi học lại đi. Xin lỗi các bạn nha, mình nói cái người mà bình luận trên cái video của mình đó, hai lần rồi dám đi bình luận người ta nói rằng là mình đeo mắt kiến bất lịch sự. Mình không phải con nít các bạn, mình là người lớn, bạn mới là con nít đó, mới có cái ý tưởng ấu trĩ đó, mới nói vậy. Thì cũng có một số vị kiều Mỹ về hưu về Việt Nam sống, họ quan niệm rằng là thời gian còn lại chắc mình phải về Việt Nam hưởng thụ, mình sinh ra đâu chôn cất ở đó. Mới có 60 tuổi mà đi suy nghĩ về vấn đề chôn cất, chết ở đâu chôn đó. Oh my god, rồi chết ở Việt Nam thì có đám ma, có nhạc hát bolero. Các bạn thấy nè, những người Việt kiều Mỹ về Việt Nam sinh sống á, các bạn có thấy nè, có cảnh sinh hoạt của mình đây nè, các bạn có được giống vậy không? Các bạn ở Việt Nam á, ở trong mấy cái căn hộ đó, ở trong mấy cái nhà trọ đó, có được những cảnh sân vườn giống vậy không? Đó là cảnh sân vườn đây nè, mình hưởng thụ đây không? Lâu lâu mình đi chơi một lần, chứ đâu phải là lúc nào cũng đi ăn chơi gì đó. Tiền lậm nha, ra như mình phải biết hưởng thụ chứ. Mà cách hưởng thụ của bạn không phải là cách một cách hưởng thụ trong sạch và khỏe, chứ không phải là hưởng thụ ngày nào cũng đi uống cà phê và ăn phở rồi đi nhậu nhẹt tối ngày. Mấy người Việt kiều này hay nói về vấn đề uống cà phê buổi sáng rồi ăn phở, hai đó là hai cái món chính họ hay nói các bạn. Uống cà phê nè, ăn phở nè, rồi nhậu nhẹt vào mỗi buổi tối đó, uống bia uống rượu gì đó, đó là ba thứ nha, không phải hai nha, ba thứ đó mình nói vậy đó. Đó các bạn có thể có, các bạn có được cái cuộc sống như Chile đây không? Đó, đây là cảnh sân vườn đây, các bạn dám đi chê người ta, ai cũng ham muốn giống có giống vậy mà các bạn muốn cũng có nữa đó, giơ tay không tới đâu các bạn ơi, hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Ok bạn, chị Lê có một chút chia sẻ bên hai về vấn đề một Việt kiều về hưu trở về Việt Nam sống và quay trở lại và tình trạng sức khỏe của anh này như thế này. Đó là cái sự chia sẻ của mình bữa nay. Các bạn nào mà muốn mình chia sẻ thêm về vấn đề sinh hoạt tại Việt Nam á, các bạn bình luận ở dưới cái phần bình luận, các bạn cho mình cái số 1 nha, rồi mình sẽ chia sẻ cho các bạn một video mới hấp dẫn kế tiếp. Chị Lê xin chào tạm biệt tất cả các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn vào những video hấp dẫn kế tiếp. Chị Lê TV xin chào, bye bye.